Chào các bạn, trong video ngày hôm nay Quang sẽ chia sẻ với các bạn một số cái kỳ vọng của Quang khi mà các bạn tham gia lớp luyện nghe sâu. Lớp luyện nghe sâu là cái lớp học mà các bạn sẽ nghe những cái bài nghe rất là ngắn trong một cái mức độ rất là sâu. À, có nghĩa là mỗi cái bài nghe này thì các bạn sẽ được kỳ vọng rằng là sẽ nắm rất là vững tất cả các khía cạnh của nó liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, phản âm và nghe. Và do đó thì à, Quang muốn rằng là khi mà các bạn tham gia khóa này thì mỗi bài nghe các bạn sẽ phải nghe rất là nhiều yêu cầu của khóa học là các bạn mỗi ngày sẽ nghe đâu đó từ khoảng tầm 20 30 phút là tối thiểu và với thời lượng nghe của mỗi bài từ 1 cho đến 3 phút là trung bình trong vòng một tuần mình sẽ có hai bài thôi thì mỗi bài đó các bạn sẽ nghe đâu đó trung bình trong vòng 3 ngày có nghĩa là các bạn sẽ nghe khoảng 90 phút trong một bài nghe dài khoảng 2 phút có nghĩa là trung bình các bạn sẽ nghe đâu đó khoảng tầm 45 lần cho mỗi bài nghe đó để các bạn lưu ý rằng là cái kỳ vọng của quang khi mà các bạn tham gia cái lớp nghe sâu này là các bạn nghe mỗi cái bài nghe đó mình phải nghe thật sâu nghe thật nhiều nghe thật kỹ chứ không phải là nghe và cảm thấy là mình đã hiểu hiểu được một chút là mình đã ok rồi cái này thì à, khi mà vào lớp học thì quang cũng th sẽ kiểm tra lại các bạn bằng cách mình sẽ bật băng và yêu cầu các bạn repeat lại và các bạn sẽ phải nắm được à, bạn sẽ nhắc, nhắc lại được bạn sẽ phải nắm được chính xác ok từ này nghĩa là gì cũng từ này nghĩa gì cũng có các cái bài test để kiểm tra thì các bạn đã nắm vững hoặc thuộc các cái từ vựng hoặc là cấu trúc ở trong bài hay chưa thì các bạn lưu ý rằng là mình nghe sâu cho nên các bạn sẽ phải nghe rất là nhiều lần đó và trong suốt thời gian 4 tháng học và kỳ vọng rằng là các bạn sẽ nghe trung bình mỗi ngày đâu đó rơi vào khoảng tầm 30 phút là tối thiểu thế yêu cầu thứ nhất cái thứ hai là khi các bạn tham gia lớp luyện nghe này thì các bạn sẽ phải um, nắm được tất cả các phương pháp luyện nghe và biết được rằng là điểm yếu của mình khi nghe nằm ở đâu cái này sẽ gắn liền trực tiếp rất là nhiều với cái kiến thức phát âm mà các bạn đã học được à, cái lớp nghe này cũng có thể nói rằng là nó là một cái lớp phát âm kéo dài đó các bạn sẽ học được rất là nhiều về phát âm khi mà các bạn tham gia cái lớp nghe này về các cái kiến thức về uh, rhythm này, về giảm âm này, nối âm này, nuốt âm này, intonation tất cả mọi thứ các bạn sẽ được trải nghiệm ở trong lớp nghe đó. cái tiếp theo nữa là uh, khi mà các bạn tham gia lớp nghe, quang muốn các bạn sẽ có một quyển sổ, các bạn ghi thật là kỹ những cái từ vựng, cấu trúc ngữ pháp uh, vào trong quyển sổ đó. Uh, mình khi vào không phải là để mình dở lại ra mình học lại đâu mà mình ghi vào để mình có thể nhớ được cái cách từ vựng đó và hy vọng rằng là nếu mà lần sau mình gặp lại thì mình sẽ biết được rằng là ok cái từ vựng này là mình đã gặp rồi và mình hiểu được nghĩa của nó. Đó hy vọng là như vậy. Để các các bạn lưu ý rằng là để mình có thể nghe được thì mình càng quen thuộc với cái cách diễn đạt đó thì mình sẽ càng dễ để mình có thể hiểu được cái, cái 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 từ đó, cách diễn đạt đó và cái lần tiếp theo mình nghe được. Thì đó là một số các cái yêu cầu đơn giản của Quang khi mà các bạn tham gia lớp nghe sâu cái khóa học này nó khác với khóa phát âm khóa phát âm ý, thì các bạn có thể là lơ 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 một chút là lên lớp để chờ thầy chữa bài thì các bạn vẫn có thể tiến bộ được nắm được kiến thức nhưng cái lớp nghe này này Phải đến 60 đến 70 phần trăm sự thành công sẽ được quyết định bởi cái việc là các bạn làm như thế nào ở nhà bởi vì giáo viên sẽ không thể nào mà giúp các bạn học từ vựng học ngữ pháp phát âm đầy đủ trên lớp được nó liên quan đến rất là nhiều nó không phải là quy tắc trong lớp phát âm nó nó rất là đa dạng thì các bạn càng chăm chỉ thì cái lớp nghe này các bạn sẽ càng thành công à, hy vọng rằng là các bạn là đạt được nhiều thành tựu trong lớp nghe và cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian xem video này à, good luck and bye bye